Dường ít có vô số mỹ nhân nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba là người đẹp sở hữu nhiều bức ảnh được phong thần nhất. Có nhiều tấm ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba được cư dân mạng phong thần vì quá độ kinh diễm. Mới đây, blogger đã lên loạt bài viết liên quan tới nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhiều blogger nhận định Sebit có nhiều mỹ nhân huyền thoại nhưng người đẹp sở hữu nhiều khoảnh khắc đến cả anti-fan cũng phải suýt xoa thì chắc chắn là Địch Lệ Nhiệt Ba. Thông thường, những người đẹp thường có một vài khoảnh khắc cực kỳ kinh diễm đến mức thậm chí người ta không biết bạn là ai cũng phải nán lại, nhìn thêm một chút. Còn riêng Địch Lệ Nhiệt Ba, người đẹp sở hữu bộ sưu tập những khoảnh khắc xứng đáng được phong thần. Có nhiều bức ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba mà, nhiều năm trôi qua vẫn viral trên mạng xã hội và thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Theo blogger, có thể nhiều người không quan tâm việc Địch Lệ Nhiệt Ba là ai, nhưng họ sẵn sàng lưu ảnh của cô nàng về vì khoảnh khắc quá xinh đẹp và được xem là chuẩn mực. Còn nhớ, vào năm 2018, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây sốt khắp các trang mạng xã hội với tạo hình huyền thoại, khiến danh tiếng nữ minh tinh trở nên vụt sáng ở thị trường quốc tế. Đó cũng được xem là một trong những khoảnh khắc kinh diễm nhất trong cuộc đời Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba được coi là nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới. Các sự kiện có sự góp mặt của nữ diễn viên luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Tạo hình thảm đỏ của Nhiệt Ba đa dạng, ấn tượng, nhiều lần trở thành xu hướng về trang phục, trang điểm cho các blogger thời trang. Mặc dù khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn gây tranh cãi nhưng không ai có thể phủ nhận nhan sắc của người đẹp Tân Cương. Không chỉ ở Trung Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên vô cùng được yêu thích ở nhiều quốc gia tại châu Á nhờ vẻ đẹp nổi bật và sang chảnh. Cô nàng sở hữu một lượng fan vô cùng hùng hậu ở quốc tế nhờ loạt hình ảnh nhan sắc ấn tượng. Dù gây nhiều tranh cãi về diễn xuất nhưng một số bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng được fan hâm mộ đón nhận như Liệt Hỏa Như Ca, Trưởng Ca Hành, Em Là Nghiệp Kiêu Hãnh Của Anh. Video... Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.